Ôi mày. Ui. Xin chào bạn đã mình là Hưng đây. Trời. Em ơi, chúc cả mọi người vui vẻ nha. Các bạn nhìn này. Đây là, đố bạn biết con cá gì đấy? Đây là con cá nheo các bạn nha. Đấy thì các bạn ơi, hôm nay mình mua con cá này về cho mẹ mình với lại em gái nhau, em trai mình thưởng thức các bạn nhá. Nhưng mà trước khi cho mẹ mình thưởng thức thì các bạn ạ, mình sẽ trêu mẹ mình các bạn ạ. Đấy, bởi vì là trêu mẹ mình mới vui bạn nhá. Thì bây giờ mình sẽ thả nó ở cái má này các bạn này. Đấy, sau đó là Hậu, em sẽ về gọi mẹ ra đây nhá, nhớ chưa? Nhưng mà nhỉ, em lại sợ mẹ đánh lắm. Đánh làm sao được? Nào, trêu mẹ. Bắt được con cá này, mẹ mình vui hết sảy luôn đấy. Đấy thì các bạn ơi, các bạn nhìn con cá này to không? Quá to luôn nhỉ. Con này chục cân các bạn ạ. Nặng lắm các bạn nhá. Đấy các bạn nhỉ. To gần bằng cái người mình mất. Ôi bụng nó to nhỉ. Không thấy con cá nào to, con cá nheo nào to này chưa? Em chưa, lần đầu tiên em nhìn thấy. Các bạn ơi, con này mà nướng siêu cay là ngon lắm đấy Hậu nhỉ. Ngon chứ. Đấy thì các bạn ơi, hôm nay trước khi cho mẹ mình thưởng thức thì mình sẽ trêu mẹ mình các bạn nhá. Đấy mình sẽ thả nó ở đây các bạn ạ. Sau Hậu về gọi mẹ lên nhá. Ok anh. Đấy, thằng mẹ đây xem mẹ có dám bắt con cá không nhá. Ok ok. Đấy. Em về thì mẹ lại bảo cá mà. Các bạn ơi, mình sẽ thả đây nhá. Đấy. Ui, các bạn thấy chưa? To bự lắm các bạn ạ. Đấy, bây giờ mình sẽ thả đây này. Đây các bạn nhìn này. Nó to lắm. Ui. Được rồi các bạn ơi, mình sẽ để đây các bạn nhé. Đấy, chờ mẹ mình ra các bạn ạ. Mẹ ơi. Mẹ. Mẹ đâu đây? Đây. Mẹ. Ui, mẹ ơi. Mẹ ra nhanh lên mẹ ơi, ở ngoài kia có con cá gì to lắm. Anh Hưng, anh ơi, không bắt được, anh ấy bảo mẹ ra xem. Đi. Có con cá. Ừ, to lắm. Ui, mẹ ơi, ở cái máng ở ruộng rau xanh nhà mình ấy. Cá gì đấy? Không biết cá gì luôn mẹ ạ. Thế nó giả giả. To lắm. Thật không? Chắc là trời mưa là nó quá mẹ ạ. Ui, to đủ luôn mẹ ơi. Nhanh nhanh mẹ nhanh lên. To lắm. Không bắt được à? Một mình anh Hưng không bắt được, anh Hưng bảo mẹ gọi mẹ ra bắt. Đâu? Đây mẹ ơi, nhanh. Ê, bữa nay anh đang bắt không? Nhanh lên đây. Khéo khéo mất đây, khéo mất đây. Ui, mẹ này xuống đây mẹ. Xuống xuống. Ui, mẹ anh đây. Ui, mẹ anh đâu? Ui, mẹ anh đây. Ui, mẹ anh đây. Ui, mẹ anh đây. Ui, mẹ anh đây. Con này, cá nheo. Đâu rồi mẹ ơi, cháu cá gì mẹ ạ? Cá gì đấy? Đâu rồi? Ui, mẹ ơi. Ui, con mẹ cầm chuyển con đuôi à? Đâu rồi? Cháu mất đấy. Mất đấy. Đây là cháu mẹ này, đây. Đâu? Đây, gặp mày. Mẹ ơi, con cá này to mẹ nhờ. Anh nhìn chưa? Nhìn thấy rồi, mẹ vào chuyển rồi. Mẹ vào chuyển, khéo. Ui, mẹ ơi. Ui, không bắt được, trồn quá mẹ ơi. Trồn lắm, con được, tát. Tát con đây. Thôi mẹ ơi, tát này lâu lắm mẹ ạ. Con này to này nó chậm lắm mẹ ạ. Ui, mẹ ơi, đây ơi, đây ơi, đây đi. Ui. Mẹ ơi. Ui. 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 Mẹ nhìn chưa? Ui, con cá to này. Con nhìn thấy đấy. Mẹ ơi, con Hậu ra đây bắt mãi không được mẹ ạ. Ui, thế mày vậy. Mẹ đấy, ui, con cá này to hay mẹ ơi. Cá nheo con ạ. Đây cá nheo mẹ phải không? Khiếp cá nheo, khiếp mẹ bề lặng thế con phải chục cân đấy. Ui. Ui. Con này mẹ nhìn nó mẹ có chửa nhỉ? Mẹ. Thế được con món nào? Đấy, mẹ ơi, tôi mang về. Con này có ăn được mẹ? Ăn được. Thế bây giờ con này về làm cái gì mẹ nhỉ? Theo nó có trứng, nó là mưa nó đi đẻ đấy con ạ. Ui, to hay mẹ ơi. Ui. Ui. Lặng. Ui. Con ấy. Mẹ ơi. Thế còn con làm nào con nhìn thấy chứ? Con mẹ Hậu thấy nó động đậy này, thế ra xem mày, bắt mãi không được ấy. Thế đi mang về con bê đi, con bê đi. Mời con này. Con bê đi, con bê đi. Hả? Về thịt nhá. Ừ về thịt. Đấy các bạn ơi, bây giờ mang con này về thịt. Hậu ơi, con này to quá nhờ. Ừ, con này mà nướng siêu cay ngon lắm mày ạ. Đấy mẹ, mẹ mình bắt giỏi thật các bạn ạ. Đi. Con đi mang về thịt các bạn nhá. Con thì con mẹ bắt giỏi lắm. Các bạn ơi, đấy bây giờ mình đã mang về nhà nhá các bạn nhá. Đấy các bạn nhìn này, con này to không các bạn ơi, mồm của nó này. Đúng phải bằng hai bàn tay các bạn nhá. Đấy. Đầu đứa trẻ con cái ngoạm phát mất luôn các bạn ạ. Đấy con cá này các bạn nhìn thấy to không, cái mồm của nó sợ nhở. Đấy thì bây giờ các bạn ơi, bọn mình sẽ mang đi thịt các bạn nhá. Đấy thì bây giờ mình sẽ đi thịt các bạn ạ. Do cảnh giết mổ của YouTube nên mình sẽ không quay cảnh giết mổ các bạn nhá. Đấy thì bây giờ bọn mình sẽ đi thịt, sau đó mang đi nướng siêu cay các bạn nhá. Các bạn ơi, đấy con cá mình đã làm thịt rồi các bạn nhá. Đấy mình làm đi cái nó trắng hẳn luôn các bạn thấy chưa. Đấy các bạn nhìn này. Đó mình làm cái này, cái nó trắng da, nó trắng sứt các bạn ạ. Da của con cá nó dày lắm các bạn nhá. Thì các bạn ơi, con cá này bây giờ mình sẽ mang đi tẩm ướt siêu cay các bạn nhá. Đấy, bước đầu tiên là mình phải cứa để cho nó theo khoang để mình cho nó ngấm bí gia vị nhá. Đấy các bạn thấy chưa, thịt của nó anh nhìn chưa. Đấy thịt của nó rất là ngon các bạn ạ.
các bạn nhỉ. Thịt của nó rất là ngon. Đấy, rất là đẹp. Con này chục cân các bạn nhá, ngang một con chó con lợn con các bạn ạ. Đấy, các bạn ơi, được rồi các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ đi tẩm ướt gia vị siêu cay các bạn này. Đấy. Hấp dẫn chưa các bạn ơi? Đấy, hấp dẫn chưa? Đấy. Rồi, lật đi các bạn nhá. Đấy các bạn nhìn này. Ui, nó ngấm vào thịt các bạn thấy chưa? Các bạn ơi, lúc ấy trêu mẹ mình buồn cười các bạn nhở. Đấy, lần nào mình cho mẹ mình thưởng thức các bạn ạ, mình cũng phải trêu mẹ mình một phát các bạn nhá, cho nó trầm trồ các bạn ạ. Đấy. Wow. Đấy. Các bạn ơi, xong rồi nha các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ cho vào cây mang đi nướng các bạn nhá. Các bạn ơi, đấy con cá mình đã xin được vào đây rồi các bạn nhá. Đấy các bạn nhìn chưa? Bây giờ mình sẽ bỏ ra nướng các bạn ạ. Đấy, bếp mình đã chất rồi các bạn nhá. Đấy các bạn ơi, quay như một con lợn luôn các bạn ạ. Các bạn thấy mình thông minh không? Đấy, nướng cá kiểu này ăn rất là thơm các bạn nhá. Kiểu như quay lợn các bạn ạ. Các bạn quan trọng là nướng cá các bạn phải có cái lớp lưới sắt này các bạn nhá, để cho nó khi con cá nó chín ý thì thịt nó sẽ không được rụng ra các bạn ạ. Nếu mà các bạn không bọc cái lưới đấy á, đảm bảo là các bạn nướng cá nó sẽ rụng ra hết. Các bạn ơi, các bạn, con cá này nướng chắc phải 1 tiếng đồng hồ mới chín được các bạn nhá, bởi vì nó to như một con lợn con các bạn ạ. Đấy, rất là ngon. Đấy các bạn ơi, các bạn nhìn này, ui các bạn nhìn ngon chưa? Đấy, nó đổi màu các bạn ạ. Con cá heo này các bạn ạ, nó ngon đấy các bạn ạ. Mình nhìn màu mới biết là mình đoán là nó ngon các bạn ạ. Thịt nó dai nó chắc các bạn ạ. Đấy các bạn nhìn này, nó lướt thịt ra các bạn thấy chưa? Đấy, con này các bạn ạ, hôm nay đảm bảo nó ngon hơn mấy con cá trước các bạn nhá. Đấy, ui nó xèo xèo luôn các bạn. Đây các bạn ơi, đây, các bạn nhìn này, nó xèo xèo luôn ở cái bụng cá các bạn thấy chưa? Đấy, quá tuyệt vời các bạn ạ. Hôm nay các bạn ạ, mình cũng buồn cười, mình trêu mẹ mình các bạn ạ. Chín chưa? Chín chưa trai ơi? Wow, đẹp thế. Ơi, mẹ chưa? À? Wow. Hình như là chín rồi anh ạ, thơm thế. Thơm không? Có mẹ nhở, anh thơm rồi. Đấy, mẹ thấy ngon không? Ngon. Đấy, các bạn ơi, chín rồi các bạn nhá. Thì bây giờ thôi, bây giờ là chín rồi mẹ. Thì con ra kia là thưởng thức thôi mẹ nhá. Nhấc nhấc ra nhỉ? Ồ, nhấc ra đi Hậu ơi. Dạ, ngon đấy nhở. Ngon đấy. Các bạn ơi, đấy, thế là mình đã chuẩn bị cái topping để ăn cùng con cá nheo siêu to khổng lồ bạn này. Đấy, cá nheo rất là ngon bạn nhìn chưa? Ngon đấy. Hôm nay có rau thơm này, dứa này, cà rốt với lại dưa chuột, rau xà lách, rau này bún nữa bạn nhá. Con khéo tay đấy. Đấy, mẹ con thấy không khéo tay không? Ông bạn trai khéo tay phết các bạn. Đấy các bạn ơi, Hậu thấy anh khéo tay không? Được. Đấy, cứ đứng quay đi sau tí được ăn. Rồi, thì bây giờ mình sẽ mời mẹ mình thưởng thức cái món này các bạn nhá. Đấy, lương ăn đi. Thì bây giờ bà mời tất cả các cháu cùng ăn cá nướng với bà nhá. Rồi. Mời các bạn nhá. Mẹ để con cuốn cho à. À, con cuốn nhá. Đâu nhỉ? Thế mẹ cuốn nhá, con cũng cuốn, con cũng thôi, ăn đi. Thôi, con không ăn, để tí tí nữa con ăn. Các bạn ạ, à, mình tự cuốn các bạn nhá. Đấy. Để mẹ tự cuốn. Rau. Đây. Đấy, rau thơm này. Cá các bạn nhìn này. Cá. Ui, cá này lắm thịt luôn. Thế anh ơi. Đấy, nhiều thịt không? Wow. Wow. Thịt trắng ngần, thịt trắng ngần đấy. Đấy các bạn này. Chắc nhở? Chắc không các bạn ơi? Wow, con cá này hình như là không xương bằng con cá nọ anh ạ. Con nọ con cá con cho nhanh 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 dứa vào cho ăn đấy. Có vị bùi chua chua. Rồi, mình cuốn cho mẹ mình các bạn nhá. À, cho thì bún nữa các bạn ơi. Đấy. Ui. Wow. Sang chảnh luôn các bạn ạ. Đấy mẹ ơi. Ngon, ngon trông mẹ ơi. Phong cách của mình các bạn. Bây giờ bà mời các cháu ăn đi bà nhá. Con rồi ăn mẹ ăn đi, mẹ ăn đi. Rồi mẹ nha, em mẹ anh. Thì mời các bạn nhá. Rồi. Con ăn đi. Yeah. Ngon không mẹ? Ừ. Được không mẹ? Ừ. Nó dai thịt con ạ. Rồi. Ngọt. Anh ơi,
Sao? Ngon. Ngon. Thì nó dai không mẹ? Dai, thịt ngọt này, dai. Ngọt. Đấy, hậu thèm chưa? Thèm. Rồi, hậu vào đi. Hậu vào ăn đi. Đấy các bạn ơi. Con cá này các bạn ạ. Nó to các bạn nhá. Các bạn nhìn này, nó dài. Rất là nhiều thịt các bạn nhá. Nướng kiểu này nó thơm mùi củi lửa các bạn ạ. Con này phải chục cân đấy. Đấy, con này phải chục cân mẹ nhờ. Chục cân. Hôm nay mẹ mình rất là giỏi các bạn ạ. Mẹ mình bắt được con này nhá. Nếu con hôm nay con lại đi đâu đây con gặp mày. Đấy, hôm nay là con mới Hậu đi là vô tình là gặp nó. Vậy thế con Hậu không bắt được, Hậu nhờ. Ừ, có bạn nó to quá mẹ. Đấy các bạn nhìn này. Thì này Hậu bớ đi các bạn xem này. Đây bớ bớ hẳn cục ra này. Đấy mình từ cạnh dưới lên này. Đấy các bạn ơi, nhìn thấy chưa? Đấy. Rất nhiều thịt. Đấy, dài. Mà đã thấy xương đâu nhá. Đấy. Mẹ cuốn ăn đi. Để mẹ cuốn, con ăn con cuốn, để mẹ cuốn. Đấy các bạn ơi, con này mình nghĩ là gia đình nhà mình không ăn hết đâu mẹ nhở. Không ăn hết được. Đấy. Con này to à. Đấy bạn nhá. Chục cân. Đây là cuốn này các bạn này. Mời các bạn nhá. Đấy. Hậu ăn review xem nào. Quá ngọt lắm các bạn. Ngọt không? Nó có vị chua chua của dưa không? Dưa chuột bún ăn. Tuyệt vời. Đấy, lừa này. Ui. Ngon mẹ nhở? Ngon à? Em gái mình mồm rất rộng các bạn ạ. Quá nhiệt nửa cái. Con cháu nhìn này. Con cháu nhìn này quấy. Quấy. Trắng ngon. Bới lên kiểu sới như cơm các bạn ạ. Con cháu này thử thịt. Ui. Ngon đấy, đấy con này mẹ mình được trời cho này con cá mẹ nhở. May mắn, con may mắn đấy. Đấy ngon. Mẹ mình rất là giỏi, bắt cá giỏi. Mẹ mới thấy nó lặng lắm. Lặng. Mẹ ước con này chục cân có hơn có. Đấy các bạn ơi. Đấy. Ăn cá lướng các bạn nhá. Đấy, những cái topping các bạn cần chuẩn bị đó là bún này, rau xà lách này, dưa chuột, cà rốt, dứa, rau thơm các bạn nhá. Đấy và cái bánh cuốn ra em này. Bánh cuốn các bạn. Đấy. Các cháu ạ, không thể thiếu là nước mắm, nước chấm, chua ngọt. Đấy, chua ngọt. Con trai mẹ chuẩn chuẩn đấy, làm chuẩn đấy. Các bạn ăn kiểu này nó không bị ngán. Rồi, thơm các bạn nhá. Ăn em đi mẹ ơi, ăn hết con cá rồi đấy. Các cháu này bảo quấn này, đấy, đầu tiên là da lem này, sau đến rau xà lách này, đây là rau mùi này. Mùi tàu. Đấy. Hay gọi là mùi ngò này. Da cựa. Đấy. Đây, tí tô này. Quấy, các cháu nhìn thấy chưa? Tốt bình ngon không? Các cháu ạ, đấy, cá nướng là ăn cùng với lại dứa. Dứa ngon. Đấy. Rồi. Mẹ ơi. Cà rốt. Mẹ, cái chỗ này này. Dưa leo. Ở chỗ này nhiều thịt này. Bên này mẹ cục này, mẹ cộng lên cho các bạn xem này. Đồ chưa à? Quấy. Ui, các cháu nhìn này. Ui. Nó sâu mãi dưới này các bạn. Sâu rồi, các cháu nhìn này. Đấy, mẹ khắp cái chỗ này vào đi mẹ ơi. Rồi. Các cháu nhìn này. Ui. Khiếp. Cục đấy mẹ. Ui. Các bạn. Con mẹ cho là như hòn đá mẹ nhờ. Thế à, như hòn đá. Đấy, ui, mẹ cuốn cái chỗ này. Cho bún rồi, tim bún rồi. Mẹ mình lại cho thêm bún này. Tim bún rồi. Ôi, con cháu đấy, topping nó rất chi là nhiều mà ngon. Tuyệt vời. Mà cá này ăn thịt chắc thật các bạn. Chắc dai. Đấy, các bạn nhìn mẹ mình chấm này. À, nước mắm chua ngọt này. Đấy, ui. Mẹ thấy con nấu ngon không? Ngon. Đấy, hôm nay mẹ cũng vất vả, bắt được con cá vất vả. Được. Đấy, Hậu ngon không? Ngon. Lần sau mà con đi làm mà con gặp con nào to hơn nữa mẹ vẫn bắt được. Rồi, là sao con 20 cân mẹ bắt được không? Chắc được. Con này nó bị sổng anh nhỉ. Đấy. Hôm nay tiết trời là mưa, các cháu. Đấy các bạn ơi, mẹ em gái em trai mình các bạn ăn từ nãy giờ không hết được một góc con cá này các bạn ạ. Nó to. Đấy cái mồm của nó các bạn nhìn này. Ui. Mình đấm vào, mình cho con cái làm đấm vào các bạn chưa? Đấy, em gái mình cho nó đấm vào còn vừa im các bạn ạ. Nó đỡ phải mất tay ấy. Cho. To. Ngon. Ngon. Con này gọi là con cá nheo hả con? Rồi. Bắt này nó trơn á. Bộ răng của nó như cái lược chạy lông mèo các bạn. Con em Hưng ơi. Sao mẹ ơi? Mẹ lo rồi, con đi vào ăn đi. Mẹ lo rồi á? Rồi, con cứ đứng lên mẹ ăn đi. Ăn đi. Đấy các bạn ơi, các bạn, mẹ mình đã lo rồi các bạn ạ. Mới có hết một góc này đã lo rồi. Mẹ ăn lo thật chưa? Lo rồi. Lo rồi anh ạ. Đấy thì các bạn ơi, thì bây giờ chắc mình dừng clip tại đây các bạn ạ. Để mình vào ăn các bạn nhá. Đấy hôm nay chủ yếu là mình con cá này là để cho mẹ mình thưởng thức thôi các bạn ạ.
Còn bây giờ xin chào và gặp lại mọi người trong clip tiếp theo nhá. Bye bye.